đặc biệt, bởi vì nó đại diện cho cả kỳ còn lại, nó cũng là tháng thoái hay nhiệt nhã. Hình tư giác đi mà cặp cánh đôi song song, thì nó sẽ biến thành một hình tháng nhé bạn. Vẫn là hình tháng khi hai cạnh bên song song, thì hình tháng sẽ trở thành gì đây? Thì khi đó hình tháng sẽ biến thành hình bình anh nha, và sẽ thành hình chữ nhật khi hình bình anh có một khuôn. Hình bình anh kia hai cạnh liên kề nhau bằng nhau là hình thoi đó văn tôi anh nhìn vĩ. Hình thoi kia anh nhìn thuộc khi có bốn lo vuông, một hình vuông từ chữ nhật khi hai cánh bên chung bằng nhau. Hãy ghi ngay ra vỡ nào cùng vì đi học thôi nào, và giờ đây ta vui khi gặp nhau. Tư giác kia anh thang thoái nhân của thì hình vuông sẽ là hình tư giác đặc biệt, bởi vì nó đại diện cho cả hình còn lại, nó cũng là tham thoái hay nhật nhã. Hình tư giác khi mà cặp cánh đôi song song, thì nó sẽ biến thành một hình thang nhẹ và vẫn là hình tháng khi hai cạnh bên song song, thì hình tháng sẽ trở thành gì đây? Thì khi đó hình tháng sẽ biến thành hình bình anh nhé, và sẽ thành hình chữ nhật khi hình bình anh có một khuôn. Hình bình anh kia hai cạnh liên kề nhau bằng nhau là hình thoi đó bằng tôi hãy nhờ ví. Hãy giang tay trao cuộc đời, và ở đâu ta cũng cần hưởng.